Bản tin đặc biệt dịch COVID-19 sáng ngày 8 tháng 10. Số ca mắc mới COVID-19 giảm ngày thứ 3 liên tiếp. Thành phố Hồ Chí Minh có 1.730 ca mắc mới. Việt Nam ghi nhận ca tử vong 120 ca. Cả nước vượt 20.000 ca tử vong từ đầu mùa dịch. Thành phố Hồ Chí Minh thí điểm trả chi phí điều trị COVID-19 cho cơ sở y tế tư nhân. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh có thêm một phó giám đốc. Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng phương án đi lại riêng với từng tỉnh giáp danh. Hơn 40.000 người dân về quê, Sóc Trăng kiến nghị hỗ trợ khẩn cấp. Lâm Đồng phát hiện chùm lây nhiễm COVID-19 tại làng hoa Vạn Thành, Đà Lạt. Hà Nam, 6 phường tại thành phố Phủ Lý giãn cách xã hội thêm một tuần. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Bản tin đặc biệt sáng ngày 8 tháng 10, số ca mắc mới COVID-19 giảm ngày thứ 3 liên tiếp. Thành phố Hồ Chí Minh có 1.730 ca mắc mới. Kính thưa quý vị, Bộ Y tế cho biết, sáng ngày 8 tháng 10, Việt Nam ghi nhận 4.150 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 3 trường hợp nhập cảnh và 4.147 ca trong nước, giảm 209 ca so với ngày 6 tháng 10, tại 43 tỉnh, thành phố. Như vậy, đây là ngày thứ 3 liên tiếp Việt Nam ghi nhận số ca mắc mới giảm. Cụ thể, thành phố Hồ Chí Minh 1.730 ca, Bình Dương 840 ca, Đồng Nai 589 ca, An Giang 186 ca, Tây Ninh 84 ca, Long An 84 ca, Kiên Giang 83 ca, Tiền Giang 56 ca, Khánh Hòa 51 ca, Đồng Tháp 45 ca, Đắk Lắk 36 ca, Cà Mau 36 ca, Bình Thuận 32 ca, Cần Thơ 30 ca, Hậu Giang 30 ca, Hà Nam 24 ca, Quảng Trị 22 ca, Bạc Liêu 22 ca, Trà Vinh 21 ca, Bà Rịa Vũng Tàu 19 ca, Đắk Nông 14 ca, Quảng Bình 13 ca, Quảng Ngãi 13 ca, Gia Lai 13 ca, Ninh Thuận 11 ca, Vĩnh Long 10 ca, Bến Tre 10 ca, Kon Tum 9 ca, Thanh Hóa 5 ca, Hà Tĩnh 4 ca, Quảng Nam 4 ca, Nam Định 4 ca, Yên Bái 3 ca, Hà Nội 3 ca, Bình Phước 2 ca, Bình Định 2 ca, Phú Yên 1 ca, Đà Nẵng 1 ca, Nghệ An 1 ca, Bắc Ninh 1 ca, Vĩnh Phúc 1 ca, Phú Thọ 1 ca, Bắc Giang 1 ca. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Thành phố Hồ Chí Minh 230 ca, Trà Vinh 31 ca, Bình Thuận 28 ca. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Đồng Nai 55 ca, Tây Ninh 43 ca, Hậu Giang 30 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 5.147 ca một ngày. Đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 822.238 ca, trong đó có 753.309 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Việt Nam ghi nhận ca tử vong 120 ca, cả nước vượt 20.000 ca tử vong từ đầu mùa dịch. Kính thưa quý vị, về số bệnh nhân tử vong, trong ngày ghi nhận 120 ca tử vong, trong đó tại thành phố Hồ Chí Minh 92, Bình Dương 19, Đồng Nai 3, Cần Thơ 2, Bến Tre 1, Tiền Giang 1, Đắk Nông 1, Long An 1. Ngoài ra bổ sung 5 ca tử vong tại Ninh Thuận trong thời gian trước đó. Trung bình số ca tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 131 ca một ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 20.223 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm. Về tình hình điều trị, trong ngày có 1.402 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 758.488 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 5.605 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 3.769 ca, thở oxy dòng cao HFNC 911, thở máy không xâm lấn 157, thở máy xâm lấn 745, ECMO 23. Thành phố Hồ Chí Minh thí điểm trả chi phí điều trị COVID-19 cho cơ sở y tế tư nhân. Kính thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có công văn khẩn gửi Sở Y tế và Sở Tài chính về việc triển khai thông báo của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh liên quan tới chi phí cho cơ sở y tế tư nhân tham gia điều trị bệnh nhân COVID-19. Theo đó, thành phố chấp thuận chủ trương thí điểm chi trả cho các cơ sở y tế tư nhân cho đến khi có hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.
Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo triển khai chi trả chi phí cho cơ sở y tế tư nhân theo nguyên tắc việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh cho bệnh nhân COVID-19 tại cơ sở tiếp nhận điều trị COVID-19 được ngân sách nhà nước đảm bảo. Chi phí điều trị các bệnh khác trong quá trình điều trị COVID-19 thực hiện theo pháp luật về bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh. Trước mắt, ngân sách nhà nước sẽ thanh toán cho các cơ sở y tế tư nhân chi phí điều trị bệnh nhân COVID-19 theo mức giá dịch vụ khám chữa bệnh được Bộ Y tế quy định. Đối với các nội dung chưa có trong giá dịch vụ khám chữa bệnh, việc thanh toán được thực hiện theo chi phí thực tế phát sinh nhưng phải đảm bảo định mức chi và mức giá thanh toán tương đương các cơ sở y tế công lập. Nguồn kinh phí ngân sách chi cho các cơ sở y tế tư nhân tham gia điều trị bệnh nhân COVID-19 được trích từ kinh phí phòng chống dịch được bố trí cho Sở Y tế. Ngoài ra, phần chênh lệch giữa chi phí ngân sách thanh toán và chi phí thực tế phát sinh trong quá trình điều trị COVID-19 sẽ do cơ sở y tế tư nhân cân đối thực hiện. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định trong trường hợp bệnh nhân cam kết tự nguyện chi trả toàn bộ chi phí điều trị, các cơ sở y tế tư nhân được phép thực hiện theo cam kết của bệnh nhân để trang trải chi phí. Trước đó, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ký văn bản gửi Thủ tướng về việc chi trả chi phí cho các cơ sở y tế tư nhân tham gia điều trị COVID-19. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, qua khảo sát và trao đổi với các cơ sở y tế tư nhân, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thấy rằng việc mua sắm thuốc, vật tư y tế cũng như định mức sử dụng chi phí cho công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 giữa hệ thống y tế công lập và tư nhân rất khác nhau. Do đó, việc ngân sách nhà nước chi trả theo chi phí thực tế phát sinh trong công tác điều trị COVID-19 tại cơ sở y tế tư nhân gặp nhiều vướng mắc. Cụ thể, nếu thành phố chi trả bằng mức chi phí phát sinh tại cơ sở công lập, cơ sở y tế tư nhân sẽ không duy trì được. Còn trong trường hợp Thành phố Hồ Chí Minh chi trả theo mức chi phí phát sinh thực tế tại cơ sở y tế tư nhân, nhiều tác động tiêu cực sẽ xảy ra. Bên cạnh đó, chính quyền thành phố cho rằng việc cùng sử dụng ngân sách nhà nước để chi trả cho công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 nhưng lại có sự khác nhau giữa hệ thống y tế tư nhân và công lập là không có cơ sở thực hiện. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thông tin thêm, theo báo cáo của các cơ sở y tế tư nhân, rất nhiều bệnh nhân có điều kiện và sẵn sàng chi trả chi phí điều trị COVID-19 để được điều trị theo yêu cầu và chia sẻ một phần đối với ngân sách nhà nước. Các cơ sở cũng đề nghị cho phép tư nhân được thu giá dịch vụ khám và điều trị bệnh nhân COVID-19. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh có thêm một phó giám đốc. Kính thưa quý vị, ông Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định vừa được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Chiều ngày 7 tháng 10, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức đã chủ trì lễ trao quyết định cán bộ. Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Dương Anh Đức đã trao quyết định của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm. Ông Nguyễn Anh Dũng sinh năm 1966, có học vị tiến sĩ, bác sĩ ngoại khoa, cao cấp lý luận chính trị. Chúc mừng Ban Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh có đầy đủ 5 thành viên. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức cho biết tiến sĩ Nguyễn Anh Dũng đã làm tốt chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu một trong những đơn vị y tế đầu ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Phó Chủ tịch Dương Anh Đức tin tưởng với cương vị mới, tiến sĩ Nguyễn Anh Dũng sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác gắn với tập thể, giúp ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển. Ông Dương Anh Đức mong muốn Ban Giám đốc cùng tập thể ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh luôn phát huy tối đa năng lực, tiếp tục là đầu tàu trong công tác chăm lo sức khỏe của người dân Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương phía Nam. Ông Đức lưu ý, trong tình hình hiện nay, nhiệm vụ của ngành y tế rất nặng nề, nhất là trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh cần phát huy tốt các lực lượng của mình, phân công hợp lý, sáng suốt trong thực hiện nhiệm vụ để làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Dũng bày tỏ quyết tâm, nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ ở cương vị công tác mới. Ông Dũng khẳng định, ở vị trí, hoàn cảnh nào cũng luôn khắc ghi mình là một thầy thuốc của nhân dân, dành hết sức lực, tâm trí cho công việc. Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng phương án đi lại riêng với từng tỉnh giáp danh. Kính thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh và 4 tỉnh giáp danh không thể thống nhất phương án đi lại chung do có yêu cầu riêng về xét nghiệm, tiêm vaccine, cách ly y tế, nên Thành phố Hồ Chí Minh phải xây dựng phương án riêng với từng tỉnh. Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng phương án đi lại riêng với từng tỉnh. Chiều ngày 7 tháng 10, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh họp báo định kỳ cung cấp thông tin những vấn đề mà người dân quan tâm, nhất là những tín hiệu khả quan sau một tuần mở cửa kinh tế theo chỉ thị 18 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Liên quan đến phương án đi lại giữa Thành phố Hồ Chí Minh và 4 tỉnh lân cận, Đồng Nai, Bình Dương, Long An và Tây Ninh,
Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Hòa An cho biết việc này phụ thuộc vào tình hình phòng chống dịch của các tỉnh. Ngày 1 tháng 10, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi văn bản cho 4 tỉnh đề nghị thống nhất phương án tạo điều kiện cho người lao động. Đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được góp ý của các tỉnh và hoàn chỉnh phương án. Tuy nhiên, yêu cầu của các tỉnh khác nhau về cách ly y tế, tiêm vaccine, xét nghiệm nên không thể thống nhất phương án đi lại chung giữa Thành phố Hồ Chí Minh và 4 tỉnh nêu trên. Do đó, Sở Giao thông Vận tải đang hoàn thiện phương án đi lại theo hướng xây dựng phương án đi lại giữa Thành phố Hồ Chí Minh với từng tỉnh, cố gắng ngày mai, mùng 8 tháng 10 sẽ ban hành để người lao động và các đối tượng khác đi lại thuận tiện. Về hướng dẫn của Bộ Y tế về việc xét nghiệm, ông An cho biết người lưu thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh chỉ cần xác nhận F0 đã khỏi bệnh dưới 6 tháng hoặc tiêm vaccine ít nhất 14 ngày. Nếu đi sang tỉnh khác thì thực hiện theo quy định của địa phương đó. Người lao động phải tiêm ít nhất một mũi vaccine mới được trở lại Thành phố Hồ Chí Minh. Trả lời câu hỏi người lao động chưa tiêm vaccine có về Thành phố Hồ Chí Minh được không, ông An nói công văn 3252 ngày 1 tháng 10 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có nêu phương án vận chuyển người lao động từ các tỉnh đến thành phố làm việc. Để đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch thì người dân cần tiêm vaccine mũi 1 đủ 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh. Do vậy, người lao động muốn quay lại phải đảm bảo điều kiện trên. Nếu làm việc tại các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp thì gửi phương án đi lại đến các đầu mối, tổng hợp gửi danh sách đến Sở Giao thông Vận tải đi lại bằng xe đưa rước tập trung. Liên quan đến việc giải quyết cấp giấy thông hành cho người dân từ các tỉnh trở lại Thành phố Hồ Chí Minh, ông An cho biết từ ngày 2 tháng 10 đến nay đã nhận hơn 9.000 hồ sơ, đã giải quyết được 1/3 số lượng nhận. Hôm nay, mùng 7 tháng 10, Sở Giao thông Vận tải đã có hướng dẫn mới để người dân thuộc các trường hợp cấp thiết đăng ký trên website của Sở. Người dân điền thông tin đầy đủ thì sẽ nhận được phản hồi. Dự kiến trong 48 tiếng sẽ nhận được mã QR di chuyển. Hơn 40.000 người dân về quê, Sóc Trăng kiến nghị hỗ trợ khẩn cấp. Kính thưa quý vị, sáng ngày 7 tháng 10, tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Sóc Trăng cho biết liên quan chùm ca nhiễm COVID-19 phức tạp tại Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Uxi, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh đã huy động lực lượng quyết liệt khoanh vùng, truy vết, khống chế dịch bệnh lây lan và lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc trong cộng đồng, qua đó ghi nhận thêm 173 trường hợp dương tính COVID-19. Như vậy đã có 231 trường hợp dương tính COVID-19 liên quan công ty này. Cũng theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Sóc Trăng, trong 6 ngày qua, từ ngày 1 tới ngày 6 tháng 10, việc tiếp nhận người dân tự phát trở về địa phương với số lượng lớn đã gây quá tải cho các cơ sở cách ly, điều trị từ tỉnh đến cơ sở. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu vừa ký văn bản gửi Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ về việc kiến nghị hỗ trợ năng lực phòng chống dịch COVID-19. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng, những ngày qua, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, số lượng lớn người lao động từ Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An về địa phương gây áp lực rất lớn đến công tác phòng chống dịch của địa phương. Đến nay, Sóc Trăng đã tiếp nhận trên 40.000 người về địa phương, trong đó đa số chưa tiêm vaccine hoặc chỉ tiêm được một mũi nên số người nhiễm COVID-19 là khá cao. Hầu hết người lao động về quê có hoàn cảnh khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn. Để kiểm soát tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng kiến nghị hỗ trợ khẩn cấp về nhân lực, sinh phẩm, thiết bị y tế cho tỉnh Sóc Trăng. Cụ thể, hỗ trợ 10 bác sĩ, 100 điều dưỡng, 500.000 test nhanh kháng nguyên, 100.000 bộ sinh phẩm xét nghiệm PCR, 50 máy thở các loại, 100.000 bộ trang phục phòng chống dịch cấp 3, 100.000 liều vaccine Moderna và 900.000 liều vaccine khác. Việt Nam công nhận hộ chiếu vaccine, thí điểm khách du lịch tới Phú Quốc. Kính thưa quý vị, chiều ngày 7 tháng 10, tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao đề cập về việc áp dụng hộ chiếu vaccine, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng đã nêu một số thông tin mới. Theo bà Hằng, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp và còn lâu dài không thể khống chế tuyệt đối, Chính phủ Việt Nam đã thống nhất chuyển chủ trương từ Zero Covid sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả COVID-19, có nghĩa là vừa phòng chống dịch một cách hiệu quả, vừa khôi phục phát triển kinh tế xã hội. Chiến lược hộ chiếu vaccine, thẻ xanh sức khỏe hay giấy chứng nhận sức khỏe số được xem là giải pháp khả thi nhằm từng bước mở cửa nền kinh tế, đặc biệt là ngành liên quan đến dịch vụ và du lịch, bà Hằng nói và cho biết. Vừa qua, lãnh đạo Chính phủ đã đồng ý với Bộ Tiêu chí công nhận và sử dụng hộ chiếu vaccine của các nước tại Việt Nam do Bộ Ngoại giao đề xuất. Thông tin về Bộ Tiêu chí của hộ chiếu vaccine, bà Hằng nêu rõ một trong những nội dung quan trọng là loại vaccine. Việt Nam chấp nhận các loại vaccine mà Tổ chức Y tế Thế giới, WHO, Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ, CDC hoặc Cơ quan Quản lý Dược phẩm Châu Âu, EMA,
hoặc Bộ Y tế Việt Nam cấp phép sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Cũng theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao, cùng với hộ chiếu vaccine, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam cũng cùng các cơ quan liên quan nghiên cứu và xây dựng kế hoạch thí điểm đón khách du lịch đã được tiêm chủng tới Việt Nam, trước mắt là tại đảo Phú Quốc. Tại cuộc họp báo, việc một công dân Việt Nam thiệt mạng tại Saudi Arabia được báo giới đề cập tới và đề nghị Bộ Ngoại giao cho biết về các biện pháp bảo hộ một công dân. Theo người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng, Bộ Ngoại giao đã nhận được thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Saudi Arabia. Theo đó, ngày 8 tháng 7, một nữ lao động Việt Nam sinh năm 1996, quê Đắk Lắk, đã tử vong khi đang điều trị tại bệnh viện North Medical Tower của Saudi Arabia. Ngay sau khi nhận được thông tin, Đại sứ quán Việt Nam tại Saudi Arabia đã trao đổi với Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng của Saudi Arabia đề nghị xác minh, làm rõ thông tin liên quan, đồng thời làm việc với doanh nghiệp xuất khẩu lao động để tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết. Bà Hằng cho biết, cũng theo bà Hằng, Bộ Ngoại giao cũng đã trao đổi với các cơ quan chức năng ở trong nước và chính quyền địa phương, thông báo và hướng dẫn gia đình nạn nhân các thủ tục cần thiết để xử lý vấn đề hậu sự. Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Saudi Arabia phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại để sớm hoàn tất các thủ tục liên quan, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam, bà Hằng cho biết thêm. Hà Nam, 6 phường tại thành phố Phủ Lý giãn cách xã hội thêm một tuần. Kính thưa quý vị, tối ngày 7 tháng 10, trao đổi với phóng viên Dân Trí, ông Trần Xuân Dưỡng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam cho biết, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam vừa có quyết định số 1786 QĐ-UBND về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố Phủ Lý. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo tinh thần chỉ thị số 16 CTTTG ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với một phần các phường có nguy cơ rất cao trên địa bàn thành phố Phủ Lý bao gồm Lê Hồng Phong, Châu Sơn, Hai Bà Trưng, Minh Khai, Lương Khánh Thiện và Trần Hưng Đạo. Thời gian thực hiện là 7 ngày kể từ 0 giờ ngày 8 tháng 10. Ông Trần Xuân Dưỡng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam cho biết, hiện nay một số phường trên địa bàn thành phố Phủ Lý vẫn còn có nguy cơ cao nên buộc phải siết chặt việc phòng chống dịch và kết hợp với việc tiêm chủng toàn dân sau khi hoàn thành xong thì sẽ yên tâm hơn. Nên Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định tăng thêm thời gian giãn cách một số phường có nguy cơ cao thêm 7 ngày. Tỉnh Hà Nam cũng quyết định kết thúc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo tinh thần chỉ thị số 16 với một phần các phường xã bao gồm Thanh Châu, Thanh Tuyền, Liêm Chính, Quang Trung, Phù Vân, Liêm Trung theo quyết định số 1691 QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 từ 0 giờ ngày 8 tháng 10. Tính đến 17 giờ ngày 7 tháng 10, Hà Nam ghi nhận thêm 24 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đã được Bộ Y tế gắn mã bệnh nhân. Tổng số ca bệnh tại Hà Nam cộng dồn trong đợt bùng phát dịch từ ngày 19 tháng 9 đến 17 giờ ngày 7 tháng 10 là 550 ca. Lâm Đồng phát hiện chùm lây nhiễm COVID-19 tại làng hoa Vạn Thành, Đà Lạt. Kính thưa quý vị, Sở Y tế Lâm Đồng phát thông báo khẩn tìm người có mặt tại 22 địa điểm nguy cơ liên quan đến chùm lây nhiễm COVID-19 mới phát hiện tại làng hoa Vạn Thành, Đà Lạt. Chiều ngày 7 tháng 10, Sở Y tế Lâm Đồng phát thông báo khẩn tìm người có mặt tại 22 địa điểm nguy cơ liên quan đến chùm lây nhiễm COVID-19 mới phát hiện tại làng hoa Vạn Thành, thành phố Đà Lạt. Sở Y tế Lâm Đồng đề nghị tất cả người dân trên địa bàn Đà Lạt không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong phòng chống dịch COVID-19. Mọi người dân hãy tuân thủ thực hiện 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập đông người, khai báo y tế. Theo đó, Sở Y tế Lâm Đồng đang phối hợp với các cơ quan chức năng, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt tiến hành xác minh, điều tra chùm ca bệnh COVID-19 tại tổ Vạn Thành, phường 5, Đà Lạt. Những người có các triệu chứng sốt, ho, khó thở, mất vị giác đến ngay các cơ sở y tế để được khám xét nghiệm sàng lọc theo quy định. Lúc 16 giờ, Sở Y tế Lâm Đồng thông báo cập nhật 22 điểm dịch tễ tại thành phố Đà Lạt liên quan đến chùm lây nhiễm COVID-19 mới phát hiện tại làng hoa Vạn Thành và đề nghị những người đến các địa điểm trên khẩn trương khai báo với cơ quan y tế gần nhất. Đáng chú ý, trong số những trường hợp mới phát hiện nhiễm COVID-19, có vài trường hợp đến tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tại trường tiểu học Nam Thiên, 16 Hoàng Văn Thụ, phường 4, Đà Lạt. Khoảng 7 giờ 15 đến 9 giờ 20 ngày 6 tháng 10 và khoảng 16 giờ 30 đến 16 giờ 45 ngày 5 tháng 10. Sau khi tiêm, các trường hợp này có biểu hiện sốt nên được lấy mẫu test nhanh cho kết quả dương tính với COVID-19. Từ đó, cơ quan chức năng yêu cầu khai báo dịch tễ để tìm các địa điểm và những người có liên quan.
Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin tức 24 giờ HD. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý đón xem tới cuối video này. Đừng quên nhấn đăng ký và theo dõi kênh để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.